Xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu một cái mẫu sản phẩm rất là đẹp, sắc bén, các bác là khó để tìm kiếm ở trên thị trường. Và cái mẫu này thì đến em nhìn còn mê thôi. Đây các bác có thể xem. Đây là một bộ đôi kéo tỉa răm thép trắng siêu hot, quá là ngon, đẹp luôn đúng không ạ? Đây em sẽ quay chi tiết cho các bác từ chiếc một nha. Đây, sẽ bỏ ra này. Đấy, hàng mới về nó sẽ như thế nhá. Ui giời ơi, đấy. Các bạn nhìn kìa. Đây là kéo thép trắng. Đó, tỉa cánh bướm thép trắng nhé. Đấy, đây, các bạn nhìn chi tiết. Đúc nguyên khối cả cây, tất cả hoàn thiện kéo là đều làm thép trắng nhé. Đúc đã làm rất là tỉ mỉ, những cái dòng thép trắng này là không gì luôn nữa các bác nhé, thẩm mỹ cao, nhìn rất đẹp. Đấy, đây là kéo tỉa thép trắng tay màu. Tiếp theo đó em sẽ giới thiệu với các bác một mẫu kéo nữa. Rồi bác sẽ nhìn đi, kéo tỉa thép trắng nhưng mà đây là tay giả. Đây vì sao vậy? Đây em sẽ đo cho các bác nhìn, lưỡi thì 5,5 này, nhưng độ dài của nó là 22. Thì cái những cái dòng kéo này thì nó sẽ lách được rất là vào sâu bên trong, thì mình có thể xử lý các cái răm bên trong. Để ví dụ như em sẽ ví dụ các bác này, cái cành răm nó sẽ sâu và tiếp bên trong thì các bác có thể đây. Đấy, tỉa rất là mình chọc rất là sâu, tỉa bỏ đi rất là ok luôn. Ngon, ngọt, sắc bén. Đây, cắt cảnh như này, cắt âm này. Cái độ sắc hoàn thiện của con kéo này thì khỏi phải nghĩ rồi. Đấy, con này cũng vậy thôi. Đấy, thì đây em cũng chi tiết đấy, để các bác nhìn sản phẩm nhé. Đây là hàng Đài Loan cao cấp nha các bác nhé. Chứ các bác nó không phải là hàng Nhật nhé. Các bác lưu ý nhé, một số các cái cửa hàng là ấy là sẽ nói đây là hàng Nhật. Đồ tại vì đồ hoàn thiện nó rất là cao, rất là đẹp. Đây, bác ưng mẫu nào thì mẫu đấy thôi. Đây là mẫu tỉa răm thép đúc trắng. Thì nó có hai mẫu như thế này, thì bác nào ưng cái mẫu sản phẩm siêu hot siêu đẹp này của bên em thì có thể alo số điện thoại phía dưới video của em hoặc truy cập website để các thành kiếm vn của em để tham khảo các mẫu sản phẩm cũng như là đặt hàng các mẫu sản phẩm này của bên em. Thì các bác càng đặt mua nhiều sản phẩm thì bên em có những cái chương trình ưu đãi tốt hơn cho các bác. Và các bác nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ, mình sẽ thường xuyên cập nhật theo dõi những cái mẫu sản phẩm mới nhất, tốt nhất và đang hiện tại đang có những mẫu sản phẩm đẹp nhất, sắc bén phù hợp với mình thì các bác truy cập vào bên trong website của em hoặc là đăng ký kênh mua dụng cụ bonsai phải mua. Số các bác có thể cứ gõ số điện thoại ở phía trên đây của em thì sẽ tìm được kênh cũng như là đặt hàng. Cần tư vấn gì thì các bác cứ alo cho em nhé. Rồi, bác nào có nhu cầu mẫu sản phẩm nào thì nhớ alo cho em. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.